1.600 gian hàng của 1.200 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 21 Vietnam Expo 2023 tại TP.HCM. Đây cũng được coi là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng mạnh doanh số bán hàng từ 30 đến 100% sau hội chợ. Đây không phải là lần đầu tiên ông Ivasco tham dự các hội chợ tại Việt Nam, nhưng sự kiện lần này được xem là cơ hội tốt để công ty ông có thể mở rộng thêm khách hàng tại khu vực phía Nam. Ngoài khu vực gian hàng quốc gia Belarus, các hoạt động kết nối giao thương qua hội thảo cũng được tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp các nước. Với triển lãm lần này tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn mở rộng số lượng khách hàng tại Việt Nam. Sau triển lãm này, hy vọng doanh số có thể tăng khoảng 100%. Lần triển lãm trước doanh số tăng tầm khoảng cỡ 30%, đợt này mình cũng kỳ vọng nó sẽ là tương tự như thế hoặc là cao hơn. Kỳ vọng tăng doanh số sau hội chợ không phải là không có cơ sở. Theo thống kê từ ban tổ chức, năm ngoái Vietnam Expo đã có khoảng 850 giao dịch thương mại trực tiếp tại hội chợ. Sự kiện đồng hành là triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cũng dành ra một khu riêng cho các công ty Việt Nam trong lĩnh vực này. Vietnam Expo 2023 do Vinesat thuộc Bộ Công Thương tổ chức sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 9 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách tham quan.